Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, đó là mong muốn của Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt cán bộ nhân dân cử tri tỉnh Hưng Yên. Thị ủy Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt toàn đảng bộ quý 2, thông tin về kết quả sau 5 năm Mỹ Hào trở thành thị xã. Tích cực triển khai thi công các công trình trọng điểm đường song hành đường Vành Đai 4 và đường Tân Phúc Võng Phan. Chậm giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin tại buổi gặp mặt cán bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên chiều qua, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mong muốn cử tri tỉnh Hưng Yên tiếp tục ủng hộ Chủ tịch nước trên cương vị mới và hy vọng cán bộ nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2030. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các thứ trưởng và tương đương, các đồng chí cấp tướng trong lực lượng công an và quân đội là người con quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Thường trực tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong không khí chân tình của buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu cảm ơn tình cảm tốt đẹp của cán bộ, các tầng lớp nhân dân và cử tri Hưng Yên dành cho đồng chí. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là chuyến công tác đầu tiên của mình trên cương vị người đứng đầu đất nước, được về thăm quê hương, gặp mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc như ngày hôm nay. Các mẹ Việt Nam anh hùng dưới cờ đỏ sao vàng mang công ơn của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Thế hệ chúng tôi sinh ra khi đất nước còn chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu. Chúng tôi cũng chứng kiến hàng triệu thanh niên Việt Nam phải gác lại bao ước mơ, hoài bão thanh xuân, tuổi trẻ để lên đường ra trận bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là thế hệ vinh quang mà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám là nhân chứng sống và hôm nay cũng đã có mặt ở đây và có những cái lời phát biểu hết sức xúc động. Là một trong những người trực tiếp góp phần viết lên những trang sử hào hùng của quê hương đất nước, là tấm gương sáng ngời của lý tưởng cách mạng, của lòng yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc. Phát huy truyền thống đó, chúng tôi cũng đã không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nguyện góp sức mình cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước cho đất nước, cho quê hương được độc lập, tự do, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Chủ tịch nước ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế, xã hội, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân để đưa tỉnh Hưng Yên có tốc độ phát triển nhanh, vững chắc trong những năm gần đây. Là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đặc biệt là những kết quả trong thu hút đầu tư, thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cấp tỉnh, xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác an sinh xã hội. Chủ tịch nước rất kỳ vọng và tin tưởng vào những kế hoạch, mục tiêu trong thời gian tới của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời mong muốn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tiềm năng phát triển của Hưng Yên là rất lớn, cần tập trung phát huy tối đa tiềm lực con người, chăm lo tốt hơn nữa đời sống của nhân dân ở mọi lĩnh vực, tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất nhằm khuyến khích động viên sức dân, niềm tự hào, khát vọng, ý chí của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của các cấp ủy Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới của Hưng Yên để tiếp tục phát triển đi lên. Tôi tin tưởng rằng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hưng Yên trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh bền vững dựa trên cơ sở kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế nhanh, xây dựng xã hội hài hòa, bảo vệ môi trường, sinh thái. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Bác Hồ đã dành tặng với tên gọi Hưng Yên vừa hưng thịnh vừa bình yên. Thưa
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cử tri tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào đối với quê hương Hưng Yên, là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống văn hiến của mảnh đất và con người Hưng Yên. Trong đó, thời kỳ nào cũng sinh ra những người ưu tú làm rạng danh quê hương, đất nước. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của đồng chí để tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển toàn diện hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lĩnh hội, tiếp thu và hứa sẽ nghiêm túc tổ chức thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm để cụ thể hóa vào các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại trước năm 2030. Khắp nơi từ tỉnh, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, thuận lợi đan xen khó khăn thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đang quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Và trước năm 2037, khi đó chúng ta tròn 40 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và đến năm 2045 thì Hưng Yên của chúng ta thực sự là thành phố thông minh, phát triển đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hiến, phố hiến xưa, là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Mục tiêu trên thể hiện khát vọng cháy bỏng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà. Để đạt được mục tiêu đó, nhân buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta tiếp tục đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phát huy truyền thống văn hiến, lịch sử vẻ vang, cách mạng anh hùng của quê hương Hưng Yên. Chúng ta phải biến những giá trị truyền thống, văn hiến, lịch sử vẻ vang, cách mạng anh hùng, giá trị con người và lòng tự hào của người Hưng Yên chúng ta, nhất là tự hào quê Hưng Yên chúng ta có thêm những người con xuất sắc là Chủ tịch nước, thực sự là động lực và nguồn cổ vũ động viên, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tình yêu quê hương đất nước để thúc đẩy tiến trình đổi mới và phát triển Hưng Yên theo mục tiêu, chiến lược và quy hoạch đã đề ra, phát triển tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Hưng Yên tiến thật xa. Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin lĩnh hội, tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh. Một lần nữa thay mặt cho Đảng bộ, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm. Sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã quý 2 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến với chuyên đề kết quả thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội sau 5 năm Mỹ Hào trở thành thị xã, định hướng phát triển thời gian tiếp theo. Dự giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng trên 5.000 đảng viên dự tại gần 90 điểm cầu. Thị xã Mỹ Hào được thành lập theo nghị quyết số 656 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Từ Đảng bộ huyện trở thành Đảng bộ thị xã, từ chính quyền nông thôn chuyển thành chính quyền đô thị, thị xã đã tập trung đổi mới tác phong, lề lối và nền nếp làm việc. Lĩnh vực quản lý, quy hoạch đô thị được nâng lên hàng đầu. Thị xã triển khai 117 chương trình, dự án lấy trọng tâm là phát triển hệ thống giao thông đô thị với kinh phí khoảng 4.300 tỷ đồng. Sau 5 năm, tổng giá trị sản xuất đạt gần 37.000 tỷ đồng, tăng trên 11.000 tỷ đồng so với trước khi thành lập thị xã. Thời gian tới, thị xã tập trung đẩy mạnh hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình phục vụ tiêu chí đô thị loại 3, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, phát triển các loại hình dịch vụ mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại 3 và là thành phố trực thuộc tỉnh. Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ấn định tổ chức kỳ họp thứ 20
của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung chính như sau. Thời gian thứ năm ngày 6 tháng 6, địa điểm, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, số 10 đường Chùa Chuông, phường Hí Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thành phần triệu tập, các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh. Thành phần mời, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, không là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu về dự đầy đủ đúng giờ. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Thưa quý vị và các bạn, đến nay sau hơn 6 tháng triển khai dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đơn vị nhà thầu đã tổ chức 8 mũi thi công trên toàn tuyến và đạt trên 10% tổng giá trị thực hiện. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đã đạt được là đào đất các loại đạt trên 43%, đắp nền bằng cát K90 đạt trên 64%, đắp nền bằng cát K95 đạt trên 31%, giải vẻ địa kỹ thuật đạt gần 47%, thi công bốc thấm đứng đạt gần 39%. Trên tuyến đã triển khai thi công một vị trí cầu, 10 vị trí cống hộp đổ tại chỗ, đúc cấu kiện đúc sẵn cống hộp lắp ghép. Tổng giá trị thực hiện đạt 130 tỷ đồng, đạt hơn 10%. Tiến độ thi công cơ bản đạt yêu cầu so với tiến độ hợp đồng. Lũy kế giải ngân dự án thành phần 2.2 đến nay trên 384 tỷ đồng, bằng đạt 25,5% tổng kế hoạch vốn. Tuy nhiên hiện tại, mặt bằng thi công toàn tuyến chưa được bàn giao đầy đủ, chủ yếu là phần đất nông nghiệp, đất công và chưa được bàn giao phần đất ở, đất liên quan đến doanh nghiệp. Nhiều vị trí xử lý đất yếu trên tuyến có thời gian chờ lún 8 tháng và chưa có đường tiếp cận. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay không có mỏ đất, vật liệu đất đắp phục vụ thi công. Hiện nay nguồn vật liệu đất đắp chủ yếu ở tỉnh ngoài và giá tại chân công trình đang có sự biến động mạnh và tăng cao. Còn đối với dự án trọng điểm khác của tỉnh Hưng Yên là đường Tân Phúc Võng Phan, đến nay sau 6 tháng cũng đang tích cực được triển khai với 11 mũi thi công. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện bao gồm cả tuyến chính và các nhánh là đào hữu cơ, đất không thích hợp, được 11,45 km trên tổng số hơn 29 km. Giải vải địa ngăn cách, đắp cát được trên 7 km. Đúc dầm cầu bản 24 m được 13 cái. Giá trị thực hiện trên 185 tỷ đồng, đạt 9% tổng giá trị. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung cấp cát cho dự án đang khó khăn, thiếu nguồn cung cấp nên khối lượng vận chuyển về dự án chậm. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư gần 154 ha, đạt 88%. Di chuyển được 454 ngôi mộ, đạt 41%. Mặt bằng bàn giao tuy nhiều nhưng xen kẹt nhiều vị trí trong khu dân cư, nghĩa trang, cây trồng chưa được giải phóng nên khó tiếp cận để thi công, khó triển khai tập trung máy móc thiết bị thi công. Chủ đầu tư đang đề nghị các huyện Ân Thi, Phù Cử ưu tiên giải phóng mặt bằng khu dân cư để giao mặt bằng xây dựng cầu Tam Đô, cầu Cửu An và cầu Đoàn Đào. Chợ đầu mối nông sản xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tại vị trí mới từ tháng 12 năm 2022. Hiện nay huyện Khoai Châu đang chỉ đạo xã Đông Tảo cùng các phòng ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các bước chuẩn bị khởi công xây dựng dự án. Theo đó, chợ mới sẽ cách vị trí chợ đầu mối Đông Tảo cũ 300m, giáp đường DT377 với tổng diện tích trên 26.000m2. Chợ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Khoai Châu làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 128 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các bước kiểm đếm, ban hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và ra quyết định thu hồi đất, đang chuẩn bị tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Dự kiến chợ sẽ khởi công vào tháng 10 năm 2024. Chợ đầu mối nông sản xã Đông Tảo mới sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của chợ nông sản cũ, giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn. Thực trạng chợ bây giờ là xuống cấp là rất nguy hiểm, điện đóm rồi cháy nổ và các cái gian hàng bây giờ là sập sệ, thì mong rằng các ban ngành cơ quan đoàn thể là sớm đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng làm chợ mới để bà con tiểu thương cũng như nhân dân trong vùng và nơi khác là thì an tâm để kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 tháng đầu năm nay, tiến độ thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên vẫn chậm,
một số huyện và các chủ đầu tư của những công trình trọng điểm chưa giải ngân được 20% khối lượng năm 2024. Ngoài các yếu tố khách quan như thủ tục đấu thầu, dự án mất nhiều thời gian, khan hiếm nguyên vật liệu, thì còn có một nguyên nhân quan trọng là tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, nhà thầu không có mặt bằng để thi công, nên không có khối lượng để giải ngân. Đây là dự án cải tạo nâng cấp đường DH75 qua các xã Đồng Thanh, Thọ Vinh, huyện Kim Động. Hiện còn hơn 60 hộ thuộc đất ở nông thôn chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó, riêng xã Đồng Thanh có hơn 50 hộ. Trong các tháng đầu năm nay, nhà thầu chủ yếu cải tạo tuyến kênh, còn tuyến đường DH75 thì làm được khối lượng rất ít vì không có mặt bằng. Từ Tết đến giờ thì cái khâu mặt bằng nó vướng, hình như là không có chuyển biến gì. Nhà thầu vẫn đang nằm cầm chừng. Thì cũng rất mong là bên các ban ngành quản lý, các cơ quan có cái biện pháp là tháo gỡ để giải phóng cái mặt bằng. Nguyên nhân mặt bằng tuyến đường này còn dở dang là do lúc đầu kinh phí bồi thường cho các hộ có đất ở không được đưa vào tổng của dự toán, trong khi nhiều hộ phải lùi sâu vào từ 2 đến 3,5 mét với chiều dài hàng chục mét. Mới đây, huyện đã phải kiến nghị và Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết để bổ sung nguồn kinh phí cho giải phóng mặt bằng đối với đất ở và tài sản trên đất của tuyến đường này. Tại Kim Động, một số tuyến đường khác cũng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. Do thứ nhất là cái điều chỉnh của dự án là liên quan đến chỉnh nguồn vốn về giải phóng bằng, nó dẫn ảnh hưởng đến cái công tác giải phóng bằng, dẫn đến là sẽ làm chậm cái độ thi công của dự án. Và cái hai là nó cũng do là yếu tố là cái nguồn gốc đất của cái khu vực thu hồi của hai xã là Đồng Thanh và Thổ Vinh, nó cũng liên quan đến nguồn gốc đất ở nên nó cũng có nhiều cái phức tạp. Dự án đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá là một công trình trọng điểm của thị xã Mỹ Hào, với nguồn kinh phí vừa làm kè và làm đường là trên 600 tỷ đồng. Thời gian thi công trong 3 năm từ năm 2024 đến năm 2026. Ngay sau khi nhận được mặt bằng đất nông nghiệp thuộc xã Cẩm Xá, nhà thầu đã triển khai thi công ngay hạng mục đường giao thông. Tuy nhiên hiện nay, các xã phường khác chưa bàn giao thêm được mặt bằng như cam kết để nhà thầu mở thêm các mũi thi công. Vừa rồi thì cũng nhận được một số mặt bằng rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy là chưa đảm bảo để về vấn đề là mở ra các mũi thi công để triển khai. Cũng mong chủ đầu tư bàn giao thêm mặt bằng cho chúng tôi. Mặt bằng là khâu quan trọng để cho nhà thầu thi công, để có khối lượng giải ngân đầu tư công. Các huyện, thị xã, thành phố đều có ban chỉ đạo các công trình trọng điểm tập trung rất cao cho công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, có hiện tượng một số địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, chưa quan tâm tới vấn đề này. Trong đó có đề xuất các giải pháp, cơ chế với cấp trên để tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, qua đó tạo thuận lợi bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên phối hợp với các địa phương thực hiện triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong đợt cao điểm từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 6 năm 2024. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 98%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam là 96%, tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững là 41 trên 42 công trình, đạt 97%. Tuy nhiên, tại Hưng Yên vẫn còn một bộ phận hộ dân sử dụng nước chưa hợp vệ sinh, sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ, kém bền vững và khó kiểm soát ô nhiễm. Một số địa phương xảy ra tình trạng thiếu nước sạch, tỷ lệ đấu nối chưa cao, việc xây dựng một số tuyến đường giao thông ảnh hưởng đến chất lượng mạng lưới đường ống. Trong tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát động các sở ban ngành địa phương hưởng ứng thông qua hành động cụ thể, thiết thực như triển khai kế hoạch truyền thông cao điểm nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh hộ gia đình cá nhân, tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh khu dân cư, thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, đẩy mạnh việc thu gom phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh hoa ven đường, qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời thúc đẩy thực hiện cấp và sử dụng nước an toàn đến người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.